Coi chỗ nào, qua đây ngồi cũng được nè, lên đây ngồi nè. Giờ lên đây nè, ừ. Mẹ ơi, đuổi con quái đi đi mẹ. Chiu chiu, chiu. Chưa đủ mẹ ơi. Chiu chiu. Lên đây phủi nè, lên đây. Mày lên đây phủi nè. Bà nội cha mày, mày phủ tao mà mày trốn. Hôm bữa qua review ông bánh bò á, ông bánh bò ông review sao á, ông quỳ quỳ lấy đá nó coi. Rồi sao không qua chút bánh bò? Ủa, review bánh bò. Bả review bánh bò. Bả review ông bánh bò. Rồi cái mi nè. Về vô đi con. Rồi, cô biết. Bộ có tí xíu à, chưa còn có bộ tâm sên luôn. Cái mùi nó lạ lắm mọi người. Cái mùi nó giống như mùi nước mắm nhỉ của bình thường. Không nghe, nói vậy không có nghe được. Không nghe là đâu. Lại đi với mẹ. Lại đây. Mẹ lúc nào cũng ôm con vợ. Nói đi. Mày cha này mày nói. Bữa mọi người. Hôm qua có Huệ. Tao ngắt. Lời gần tao tao nhéo vô dù cuối. Ý chị làm gì đau quá chị. Chị thương không chị làm gì vậy. Bây giờ kiếm cái gì review chơi. Kiếm món ăn nào đà lạ review chơi mọi người ơi. Đây để các thi review nước mưa nha. Đây mọi người thấy trời mưa. Mưa này gọi là mưa trong lành. Và mưa rất là trong sạch. Và đặc biệt những giọt nước mưa này mọi người sẽ không tốn tiền phải mua, hoặc là trả giá, hoặc là mọi người sẽ tốn tiền cho thêm chi phí nào cho nước mưa. Si ơi, coi cái giỏ mẹ con. Cái giỏ mẹ đâu? Ừ. Đây các thi sẽ review nước mưa. Trước khi mẹ review con xin nói mẹ câu ơi. Cái mấy con này cứ chiêm dốc chơi của mọi người. Ôi, nước mưa quá lạc. Mày uống đi. Ủa mình ơi, mình đợi bánh hả mình? Trời ơi, chú này sao vậy mẹ? Trời mưa bong bong phập phồng. Trời mưa ế quá phập phồng làm sao. Anh ơi đi chơi vui vẻ nè. Bánh tráng vui vẻ anh. Mình ơi bánh tráng vui vẻ. Ba chục. 30 phần bánh tráng. Em bao luôn cái lầu trên gác nè mọi người. Bao sập luôn. Ê bánh bèo khỏi đi khách đi. Con. Bánh tráng nè. Ôi có khách rồi. Cô trụ trai đẹp. Trai đẹp. Trai đẹp. Đâu rồi kêu anh quá trai đẹp. Không sao con, kêu cái người khác đi, kêu người mới đi con. Nước miếng mà không thúi. Nước miếng mà không thúi. Mình ơi, đi khách này mình ơi. Đi chơi vui vẻ không? Trong lúc chờ đợi ai vậy? Con với vợ anh nè. Con với vợ anh nó chồng á. Coi ai cho về đại đi con. Mẹ, bây giờ để con nắm nó chồng cho mẹ chui cái áo mưa đi. Ok. Trời mưa. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, một kiếm sông chơi một cõi đi về. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mấy bật em? Hả? Hả? Một phần hả? À, mưa coi chừng mưa. Ừ, ngồi vậy đúng không? Vậy đó. Ừ. Một phần bánh tráng trộn với hai phần bánh tráng chiên. Rồi, bỏ chốt đơn. Bánh tráng chiên. Mấy phần? Hai phần. Hai phần. Biết trời mưa á, đợi từ từ. Chuẩn bị có rồi. Em muốn. Rồi, có bánh tráng luôn rồi. Rồi quen á, quen. Phụ huynh bánh tráng là về vô mẹ có con. Ok, còn chó rồi. Đúng á. See you, see you. Trời ơi là trời. Xuống mẹ ơi. Có chừng ướt đó. Có chừng ướt cái quần chip đó. Bye bye. Bánh bèo kìa, chán sợ á. Rồi có bánh rồi nè. Đó để chìa khóa vậy sao? Quyền xách vô giùm Quyền. Để lấy xe giơ lên. Có bánh rồi, ok. Mình lùa cái đít, vô trong. Đó, đúng rồi, ừ. Rồi, soạn bánh đi. Hả? Ủa cái này nữa, cái ghế à, tưởng nó bị lụng, tưởng ờ không, cho nó thấy gách nè, nó gách ghế. Con có ghế người ta ngồi chưa? Người ta chưa ngồi đàng hoàng. 380, 470, 501 đó em. Chơi bánh tráng 5 phần để đưa sao đây nè. Rồi. Trời ơi, cởi cái áo ra. Em mới vừa đem về đó. Cái gì à? Có ai đưa vậy? Người ta tặng hả? Trời ơi. Mới nhận quà nè. Ủa rồi, về luôn hả? Dạ. Hay mới tới? Dạ, về luôn. À, lấy bánh về đúng không? Dạ. Rồi xong. Ai mua bánh đứng vô giọng giùm Cát Thi đi. Bánh cho tao luôn nè. Mà có một có người tặng cho Cát Thi. Đẹp quá chưa? Giờ lại thì tắt đèn nó sợ chói. Có người tặng cho Cát Thi. Thôi nhìn trong hình khác ở ngoài chứ. Nói chuyện khác đi nha. Rồi đưa cho xe hơi hai phần xe hơi gì trước đi. Nè, tiền. Cảm ơn nghe. Ok. Đi từ Hà Nội vào đây chỉ để ăn quán chị. Ho hoài vậy? Đã đi rồi.
Con làm gì chưa? Bữa nào qua Quọng chị cái nghe. Đắp menu em cứ lựa đi, đồ ăn đồ uống gì cứ lựa đại. Hả? Bán này có mưa hả? Sao mai giống dạ bà không có qua.